Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng Đạo Sĩ Tử Thông ngày hôm nay. Quý vị thân mến, đàn ông tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 được đánh giá là những người chân thành và chăm chỉ. Hơn thế nữa, họ là những người mà ôm trong mình nhiều cái hoài bão lớn và cũng không ngại khó khăn, ngại gian khổ để thực hiện những cái mục tiêu ấy. Chính vì đã cố gắng hết mình trong những cái năm tháng tuổi trẻ, nên khi bước vào cái thời kỳ trung vận, hầu hết quý ông tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 đều đã có riêng cho mình những cái cơ ngơi vững chãi, một sự nghiệp phát triển. Vậy thì bước sang năm 2024 năm Giáp Thìn, cuộc sống của quý ông tuổi Quý Sửu sẽ có những cái thành tựu gì? Hãy để Tử Thông cùng chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Và ngay sau đây là cái vận trình tử vi chi tiết về công danh sự nghiệp gia đạo của những gia chủ tuổi Quý Sửu Nam Mạng sinh năm 1973 trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 Nam Mạng trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để nắm bắt được cái vận thế của cái năm 2024 năm Giáp Thìn của những gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Như quý vị đã biết ấy, những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 có thiên can là Quý, địa chi là Sửu. Người này có lá số là âm nam, có ngũ hành bản mệnh là tang đố mộc, có cung mệnh là cung ly, đó, được gọi là lan ngoại chi ngưu, có nghĩa là trâu ngoài chuồng, có xương con trâu, tướng tinh con cua biển, con nhà thanh đế quan lộc tân khổ. Năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 gặp cục diện là tương phá thái tuế, đúng không ạ? Năm 2024 năm Giáp Thìn thì có 4-5 con giáp bị phạm thái tuế, đó là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi và tuổi Mão. Thì trong đó những người tuổi Sửu phạm cục diện phá thái tuế. Đó. Gặp phải cái cục diện phá thái tuế, vậy nên là trong năm ấy thì dễ bị thất bại, dễ bị tổn thất trong chuyện làm ăn kinh doanh, buôn bán. Vận may thì sa sút, cái hạn tiểu nhân thì nó bủa vây. Vì thế mà trong năm ấy những gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 cần phải hết sức lưu ý đề phòng. Và để hóa giải cái hạn phá thái tuế này thì những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế năm 2024 nó Giáp Thìn chính là ngài Lý Thành đại tướng quân. Biểu tượng của ngài Lý Thành đó là một tay cầm kiếm và một tay cầm cái túi vải. Đó. Phía sau là cái linh phù thái tuế, phía sau là cái phù thái tuế, đúng không ạ? Dùng để hóa giải cái hạn thái tuế của năm. Các cụ ngày xưa có nói là gì? Thái tuế đương đầu tọa, vô hỷ ắt hữu họa. Vậy nên trong năm mà thái tuế đến ấy, thì chúng ta cần phải có một cái nghi lễ nghênh đón thái tuế đầu năm, đó là cái lễ cúng giao thừa. Và trong năm ấy thì hãy luôn mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để hóa giải cái vận hạn của năm, đặc biệt là những người phạm vào thái tuế như những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái thiên can, đúng không ạ? Thiên can này chúng ta có Quý, Quý gặp Giáp, Quý Thủy gặp Giáp Mộc, đúng không ạ? Thì nó chính là gì? Nó chính là thương quan. Nó chính là thương quan. Vậy nên là gì? Cái thương quan nó xuất hiện trong cái năm 2024 nó cho thấy là cái tâm lý của những người tuổi Quý Sửu ấy nó bị ảnh hưởng không tốt. Ảnh hưởng không tốt đến công việc cũng như đến chất lượng công việc. Dường như là gia chủ không bận tâm đến bất kỳ cái công việc cụ thể nào trong thời gian này. Cái việc hợp tác làm ăn trong cái thời gian này thì cũng không có lợi. Đôi khi thì gia chủ cần phải có niềm tin khi mà làm ăn chung ấy. Nếu mà có hiểu lầm hay là khúc mắc gì thì quý vị cũng đừng có nghĩ xấu về đối thủ. Bên cạnh đó, do cái ảnh hưởng của cục diện thương quan này này, đôi khi nó cũng gì, nó cũng tạo nên cái chuyện là lừa lọc về quá tin người. Thì ngoài ra gia chủ cũng cần phải bảo vệ cái đồ đạc cũng như là cái chức vụ của mình. Gặp cái thương quan lâm vận thì gặp cái hạn tiểu nhân, rất dễ vướng phải cái chuyện khẩu thiệt thị phi và cái hạn tiểu nhân hãm hại trong thời gian này. Vì thế mà quý vị cần phải hết sức lưu ý và đề phòng. Bên cạnh đó, những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 ấy, thì trong năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, thì là 52 tuổi, đúng không ạ? 52 tuổi, nam mạng 52 tuổi thì gặp cái sao là sao Kế Đô. Đó. Sao Kế Đô nó là một cái sao chiếu mệnh, nó thuộc hành thổ, nó mang lại cái vận xui, đặc biệt là với nam giới và nữ giới. Các cụ có câu là gì? Nam La Hầu, nữ Kế Đô. Cái sao này nó xấu nhất vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Vậy nên là đây là hai cái tháng mà quý vị cần phải đề phòng và cẩn thận để giảm thiểu cái vận xui do ngôi sao xấu này nó mang lại. Và nói chung ấy thì vừa gặp cái sao Kế Đô này thì vận hạn nó cũng không được tốt. Vì vậy quý vị cần phải hóa giải
và nó xấu nhất vào cái tháng 3 và tháng 9 âm lịch nhé. Ngày xưa các cụ có câu là gì? Kế đô chiếu mệnh năm nay, tháng 3, tháng 9, bi ai khóc ròng. Đàn bà vận mệnh long đong, ốm đau tang chế trong năm nặng này. Đàn ông tuy nhẹ cũng lây như nàng, phúc lớn qua khỏi được an, không thì tai họa vương mang có ngày. Phòng người làm vấp rủi may, thi ân bố đức thẳng ngay nhẹ nhàng, tham tài lợi dục bất an, thương người chớ để, chớ than chớ phiền. Đó, đó là cái sao kế đô. Tiếp theo cái hạn năm mà những gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 gặp phải đó là cái chính là cái hạn địa võng. Đó. Cái hạn địa võng ấy nó là một cái hạn xấu. Ngày xưa thì các cụ vẫn diễn tả qua hai câu thơ là địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Gặp cái hạn địa võng này thì nói chung là gia chủ sẽ gặp phải những chuyện là không vui trong cuộc sống, gặp nhiều cái rắc rối, cái thị phi, dù làm đúng hay làm sai thì vẫn bị là mang tiếng xấu. Đấy, vẫn dễ bị người khác hiểu lầm và mang tiếng xấu suốt đời. Điều này khiến cho tâm trạng của gia chủ luôn bị lo âu phiền muộn. Cái địa võng nó còn là cái lưới đất ấy, nó cũng chủ về cái hình pháp, về pháp luật. Vì thế mà khi gặp cái hạn này thì nó cũng khá là nguy hiểm, đòi hỏi quý vị cần phải hết sức thận trọng trong mọi việc, kẻo lại gặp những cái họa thị phi đeo bám, cũng như là gặp nhiều cái chuyện không may mắn trong cuộc sống. Và để hóa giải cái hạn địa võng này ấy, thì những gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái minh quan pháp bảo. Cái minh quan pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, là một pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó là bằng bạc, đúng không ạ? Bằng bạc. Ở sáu cạnh này có chứa lục tự đại minh chú, và phía trước và phía sau có khắc hình bông hoa sen, bông liên hoa đấy. Ở giữa này thì có một cái viên cầu pha lê, trong nó có chứa hình tượng là vị Phật cũng như là cái bài chú Bát Nhã Tâm Kinh. Vậy nên khi mang theo bên mình thì sẽ được Đức Phật che chở, giúp đỡ, giúp cho vận trình năm được thuận lợi và hanh thông. Bên cạnh đó, đây là một cái pháp khí phong thủy chuyên để hóa giải cái hạn xấu như là sao kế đô và cái hạn địa võng, giúp cho quý vị có một năm bình an và may mắn. Khi quý vị mà sử dụng cái đèn flash của điện thoại, quý vị xoay qua đằng sau này thì nó sẽ hiện lên phía trước cái hình tượng là Đức Phật, đúng không? Kèm theo cái bài chú Bát Nhã Tâm Kinh. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể là đặt cái mặt trước này vào cái camera của điện thoại thì nó cũng sẽ hiện lên phía trên màn hình điện thoại cái hình tượng là chú Bát Nhã Tâm Kinh, cũng như là cái bài kinh cũng như là cái hình tượng là Đức Phật đang ngồi tọa thiền ở đó. Thì đây là một cái biểu tượng khai sáng trí tuệ, mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho gia chủ. Vậy nên là quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái minh quan pháp bảo để hóa giải cái vận hạn xấu của năm. Đó. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái minh quan pháp bảo. Minh quan pháp bảo cũng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị khi thỉnh vật phẩm hãy luôn nhớ là để lại họ tên, ngày tháng năm sinh cũng như là giờ sinh, để được khai quang chỉ chú theo đúng tuổi của mình. Khi đó thì vật phẩm sẽ phát huy được cái công năng tốt nhất, chia được cái tài lộc và hóa giải những xung sát thị phi cho quý vị, giúp quý vị có một năm bình an may mắn. Đó, đó là cái minh quan pháp bảo. Thưa quý vị, trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 không bị phạm kim lâu, không bị phạm hoang ốc, cũng không bị phạm tâm tai. Vậy nên nếu mà quý vị có ý định động thổ xây nhà thì quý vị có thể hoàn toàn tiến hành được nhé, mà không phải mượn bất kỳ tuổi nào. Đó. Thưa quý vị, tiếp theo là trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi Đinh Sửu có lưu niên nó là một đất tử, đúng không? Có nguyên lưu niên là một đất tử, đâm ra là trong năm ấy thì con giáp này phải đối mặt với nhiều cái biến động trong cuộc sống. Các kế hoạch nó tiến triển chậm hơn so với cái dự kiến, hoặc là bị người khác ngờ vực nghi ngờ, khiến cho tinh thần của gia chủ dễ bị lung lay. Dù có nhiều cái dự định trong cái thời gian này, nhưng mà ấy, bản mệnh cũng không nên nôn nóng, mà hãy cân nhắc sắp xếp các kế hoạch thật kỹ lưỡng, kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định lớn. Công việc nó gặp bấp bênh, trắc trở, cũng như là cái vận hạn của năm thì nó cũng không được may mắn. Vì thế mà những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 cũng cần phải hết sức lưu ý. Thưa quý vị, trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì những gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, chúng ta có Sửu thổ gặp Thìn thổ đó, tức là hành thổ nó vượng, vậy nên là cái sức khỏe của gia chủ cũng bị giảm sút phần nào. Bên cạnh đó, Thìn gặp Sửu thì nó là cục diện tỷ hòa, cái chuyện tình cảm nó cũng được bình hòa, nhưng mà thì nó cũng có những cái biến động nhất định. Vợ chồng thì đôi khi cũng khó tránh khỏi những cái xung đột, những cãi vã. Vì thế mà khiến cho những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 ấy, đôi khi phải khá là lao tâm và lao tâm khổ tứ, cũng như là muộn phiền rất nhiều. Đấy, trong thời gian này thì quý vị gặp cái thương quan lâm vận, đâm ra là nó sẽ gặp khá nhiều cái rắc rối, kèm theo cục diện tương phá thái tuế. Vị trí là cái thị phi đeo bám bủa vây, khiến cho gia chủ phải nhọc lòng, luôn phải bị hao tâm khổ tứ trong công việc,
công việc thì nó không được thuận buồm xuôi gió. Vì thế mà trong năm ấy thì gia chủ cần phải hết sức cẩn thận, đề phòng những cái chuyện mất chức mất quyền, hoặc là đề phòng những cái chuyện là kẻ xấu hãm hại sau lưng. Bên cạnh đó, quý vị cũng nên cân đối giữa công việc và cái chuyện nghỉ ngơi một cách hợp lý. Đừng có cố gắng làm việc hết sức mà quên đi cái nghỉ ngơi, quên đi chăm sóc cái sức khỏe bản thân, kéo lại ốm ra thì lại gì, lại vừa mất tiền trị bệnh, lại vừa gì, vừa mất công mất việc đó. Thưa quý vị, nói chung là trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì là một năm mà khá vất vả với những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Vì thế mà quý vị cần phải hết sức lưu tâm. Bên cạnh đó, chúng ta biết năm Giáp Thìn thì có địa chi Thìn nó ẩn tàng ba thiên can là Mậu, Quý và Ất. Mậu, Quý và Ất. Chúng ta có Quý gặp Mậu thì nó là chính quan. Quý gặp Ất, Quý gặp Quý thì nó là tỷ kiên. Và Quý gặp Ất thì nó là thực thần. Đó. Thì nói tóm lại là trong năm ấy thì gặp cái chính quan nó xuất hiện, đúng không? Chính quan nó xuất hiện, nó cũng cho biết là năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 ấy, thì công việc nó cũng được thuận lợi nhờ có chính quan tương trợ giúp đỡ. Gia chủ đi làm với cái tinh thần là vui vẻ phấn chấn nên là sẽ học hỏi được rất nhiều cái điều bổ ích. Bên cạnh đó, những người tuổi Quý Sửu là những người không ngại khó khăn, không ngại gian khổ. Vì thế mà đối với những người mà sắp đi xin việc ấy, đang đi chuyển công tác xin việc hoặc đi bầu cử, đi thi cử thì cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nâng đỡ đằng sau. Vì thế mà mọi sự sẽ được may mắn và hanh thông. Đó là cái chính quan nó mang lại. Bên cạnh đó thì chúng ta có Quý gặp Quý, nó là tỷ kiên. Cái cục diện tỷ kiên này thì nó chiếu mệnh nên là những gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 đi làm cần phải hết sức thận trọng với cấp trên, cấp dưới, với đồng nghiệp của mình. Không phải ai cũng thân thiện, hiền lành, cũng là những người mà để những người tuổi Quý Sửu nói chung là dễ dàng để dốc bổ tâm sự. Khi đi làm thì cũng nên lựa lời nói kiểu ảnh hưởng đến cái việc sau này. Đó. Vì thế mà trong cái thời gian này gặp cái cục diện tỷ kiên nó lâm vận này, nó khiến cho quý vị gặp nhiều khó khăn trắc trở trong cuộc sống. Vậy nên là gì? Để hóa giải cái vận hạn này đi ấy, thì những gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Sửu. Vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu sẽ sử dụng cái linh vật tam hợp Tị Dậu Sửu, nó sẽ giúp quý vị và các bạn hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hòa hợp các mối quan hệ trong công việc, từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ hóa giải những xung sát thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại do cái tỷ kiên, cái cục diện tương phá cũng như là cái thương quan nó lâm vận nó mang lại, khiến cho gia chủ gặp nhiều cái bế tắc trong cuộc sống. Đó, khi mà cái thị phi tai ách nó được hóa giải cũng như là gì, thì khi đó công việc sẽ được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Cái vòng tam hợp quý nhân này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó, quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta cùng xét Quý mà gặp Ất thì nó là cái cục diện là thực thần, đúng không? Thực thần. Đấy. Vậy chính là trong cái năm ấy mà được thực thần nó chiếu mệnh nên là cái con đường làm giàu cũng như là cái con đường kiếm tiền của những người tuổi Quý Sửu ấy nó sẽ được cực kỳ hanh thông. Gia chủ biết tận dụng cái điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ, nhờ vậy mà dù không phải bỏ ra quá nhiều công sức thì vẫn giành được những cái lợi thế, kiếm tiền đầy túi, tình đầy tim. Trong cái đó, cái thực thần này trong năm nó cũng mang lại nhiều cái vận cắt lành, đúng không ạ? Trong năm thì quý vị cũng có những cái cơ hội đầu tư kinh doanh, nhất là những người làm nghề tự do ấy, sẽ có những cái vận may nó bất ngờ nó ập đến, tiền bạc thu về cũng không hề ít. Vì thế quý vị có thể tận dụng cái cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình trong năm. Thưa quý vị, như vậy là gì? Với những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm 2024 ấy, là một năm mà khá là gian truân. Nhưng mà nếu quý vị cố gắng nỗ lực hết sức thì vẫn còn những cái vận may nó ẩn tàng, nó kéo đến. Được chính quan hỗ trợ, tức là con đường quan lộc của quý vị cũng sẽ được tăng tiến. Một số người thì có cơ hội là thăng quan tiến chức, một số người thì có cơ hội là được tăng lương tăng thưởng. Hoặc là những người đi xin việc hoặc là đi bầu cử ấy, thì cũng sẽ được thuận lợi hơn. Thêm nữa lại được cái thực thần nó trợ vận nên là gì, trong năm thì nếu mà cố gắng thì và nắm bắt được tốt cái thời cơ thì quý vị cũng có cơ hội là gì, đổi đời giàu có. Vì thế mà quý vị hãy tận dụng nắm bắt cái thời cơ này để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi
tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 Nam Mạng trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có bất kỳ cái thắc mắc hay là có câu hỏi nào thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn cụ thể chi tiết nhất. Bên cạnh đó, quý vị có thể đặt câu hỏi của mình ở phía phần bên dưới ô bình luận ấy, thì Tử Thông cũng sẽ trả lời cho quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.